Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Mão. Đây là video clip mình sẽ tổng hợp chia sẻ cái thông tin về tử vi phong thủy đối với mọi người trong cái tháng 11 âm lịch của năm 2019, tức là tháng Bính Tý, một cái tháng có thể nói là nằm trong tứ hành xung đối với mọi người, Tý Ngọ Mèo Dậu. Mà theo như mà thuật ngữ của tử vi thì là thuộc nhóm tự hình với nhau ha, Tý vậy Mèo là không chơi được với nhau. Thì thường mà địa chi mà bị rơi vào cái thuộc nhóm tự hình á thì gia đạo tình cảm sẽ có những cái biến chuyển nó không được tốt đẹp cho lắm. Còn lại thì xét xem á thì là cái thiên can và địa chi cũng như là cái bổn mạng của mọi người còn tùy vào cái người mọi người là thuộc Mão nào ha. Thì đầu tiên hết mình sẽ phải chia sẻ cho mọi người, đó là người Quý Mão sinh năm 1963. Với cái người Quý Mão này là mệnh kim, như vậy mà xét về trụ mạng thì Quý Mão kim thuộc tháng Bính Tý là một tháng thủy, như vậy là bản mệnh sinh xuất sức khỏe bổn mạng không có tốt lắm, cho nên là cần cẩn thận. Rồi đó là thiên can chữ quý chữ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, mà như đã nói ở nhiều cái video clip trước, vì cái phần thiên can là phần ảnh hưởng về công việc và tài lộc, cho nên là cái thiên can mà không bị xung khắc, không bị như thế này thì công việc tài lộc không có việc vấn đề gì lớn, không có bị xung khắc quá nhiều. Tuy nhiên như đã nói ở đầu cái video là địa chi Mão gặp Tý là thuộc nhóm tự hình, ý nghĩa của tự hình á là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, thì rõ ràng là có sự cạnh tranh, có sự xung khắc thì chắc chắn rằng là gia đạo tình cảm cẩn thận, nhiều chuyện buồn phiền, dễ có gây gỗ ở trong gia đình. Cái tháng này có vẻ là một cái tháng sinh xuất bổn mạng đối với người Quý Mão, mà khi đã sinh xuất bổn mạng thì phúc tinh tài tinh vì thế cũng yếu đi ha. Thì không quá khó khăn ở trong công việc, tuy nhiên cái mối quan hệ hoặc là tình cảm gia đạo ở trong nhà dễ xào xáo, đặc biệt đó là các chị mà Quý Mão rất dễ vướng thị phi ở trong cái tháng này, cho nên là nhớ cẩn thận ha. Rồi tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975 với mệnh Đại Khê Thủy. Đây là một trong những cái tuổi cũng khá có duyên với lại mình có lần bay đi Hà Nội, rồi bay sang thậm chí tận tới nước ngoài để mà mình sắp phong thủy giúp đỡ như một số anh chị ở tuổi này. Thì với cái mệnh Đại Khê Thủy thì là tháng Bính Tý là một tháng thủy, cho nên là đồng hạt bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, ok tốt. Thiên can á chữ Ất với chữ Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, cho nên tháng này báo hiệu rất dễ tốn tài. Tuy nhiên là bị sinh xuất ở thiên can á thì nó cũng sẽ tốn tài hoặc là gì đó thì nó không quá to lớn, hoặc là nó có ở trong cái sự toan tính của mình, chứ không phải là cái thiên can thương cắt á, thì mình mới sợ là mất mát tiền tài và công việc rơi vào bế tắc ha. Rồi địa chi thì cũng không khác gì với người Quý Mão, với Tý Mão là thuộc nhóm tự hình, ý nghĩa của tự hình thì là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, cho nên là gia đạo tình cảm của cái người Quý Mão, nhất là nữ mạng ở trong cái tháng này, rất dễ có nhiều cái chuyện buồn phiền, không có được vui vẻ. Các chị nhớ cẩn thận. Các anh thì rất dễ xảy ra cái chuyện có cái tình cảm ngoài luồng ở trong tháng này, với cái sự không tốt đẹp về địa chi như thế thì là các anh các chị thì mình sẽ phải cẩn thận. Như vậy thì tháng 11, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019 đối với các anh các chị vẫn nằm chủ yếu xấu ở phần gia đạo và tình cảm, chứ còn thiên can và bổn mạng không có vấn đề, tức là công việc và sức khỏe không có phải là vấn đề. Tuy nhiên nó làm như đã nói ở nhiều cái clip trước, người Ất Mão không phải là người mạnh mẽ ở trong bổn mạng, hay có bệnh giặc, đặc biệt là các chị rất hay bệnh,
hay bệnh giặt, bệnh nhỏ nhỏ giống như bệnh giả đò, nhưng đó là cái bổn mạng của người Quý Mão, phải sống với bệnh cho nên mà hết bệnh là lên được. À thôi vậy thôi, bệnh đi cho chắc ăn, cho hết bệnh là lên bàn thờ bắt công, còn tuổi này còn đang ham sống lắm. Rồi tiếp đến đó là các em trai em gái tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 với mệnh Lô Trung Hỏa. Một trong những cái người mà mình không hiểu, người ta sẽ nói rằng là Lô Trung Hỏa tức là lửa trong lò mà có chút xíu à, nhưng mà xin nhắc lại, Lô Trung Hỏa do đi trước chữ Đinh à, cho nên là Lô Trung Hỏa này là lửa luyện ra trời đất, cho nên vốn dĩ người Đinh Mão tức là Mão là hiền hòa nhẹ nhàng, nhưng mà người Đinh Mão thì rất là nóng nảy, nóng một cách lạ lùng, và họ luôn luôn gặp chuyện gì đó mà tranh cãi, họ luôn luôn muốn chiến thắng à, cái sự háo thắng cũng có rất là nhiều dù là Mão ha. À, như vậy á, thì người Lô Trung Hỏa gặp tháng đúng tí là tháng thủy, cho nên là thủy khắc hỏa à, mạng bị tháng khắc à, coi như là à, không tốt đẹp rồi ha. À, sức khỏe cẩn thận, nhiều việc xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân à, khi mà tháng khắc bổn mạng tức là cái bổn mạng của tháng đó rất là yếu à, mình bị mình ghi là lửa à, dù là mình nghe nói là lửa mình lửa lớn này kia, nhưng mà tháng thủy thì cũng chắc chắn là sẽ có những điều không tốt đẹp đối với bổn mạng của mình à, mà khi đó nó không có gây, nó có thể là nó không gây đến cái sự nguy nan cho bổn mạng, nguy nan là có thể mất mạng đó, nhưng mà khi mà nó bị như vậy đó, nó bị mà tháng thắc bổn mạng của mình đó, thì phúc tinh và bại tinh sẽ mất đi tác dụng à, thì phá và bại tinh sẽ hoàn thành. Mình nói tại sao mà phúc tinh và bại tinh mà yếu đi là phá và bại tinh, tại vì trong mệnh mình, trong tử vi của mình đó, thì luôn luôn có hai phe, đó là phúc tinh và bại tinh, phá và bại tinh à, ông này ông sẽ chuyên đi khống chế hộ giải quyết cái ông phá và bại tinh, nhưng mà bây giờ ông bị cái bổn mạng bị tương khắc thì ông yếu đi, thì phá và bại tinh nó sẽ hoàn thành, sẽ gây ra nhiều điều phiền toái hơn ở trong công việc cũng như là mọi thứ khác. Thiên can thì bính đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là rất may với mọi người rằng là thiên can như thế này thì công việc tài lộc nó cũng sẽ không có những cái xào xáo quá lớn. Tuy nhiên địa chi với Mão Tý thuộc nhóm tự hình thì mình đã giải thích nãy giờ là ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu với giữa bên mạnh gì đó, thì nói gớm gọn lại ra đúng không, gia đạo tình cảm của hoặc là các mối quan hệ của cái tháng này nó thường có những cái điều không tốt đẹp cho lắm ha. Gặp cái thiên can mà nó tương khắc như vậy nữa thì phúc tinh nó sẽ yếu, phá tinh bại tinh nó sẽ hoành hành, thì rất là dễ đem đến những cái chuyện buồn phiền trong tình cảm gia đạo cũng như là cái việc mà không tốt đẹp ở trong những cái mối quan hệ làm ăn của mình, đặc biệt là với các em nữ ha. Người nữ Đinh Mão vốn dĩ là nóng nảy, gặp chuyện mà xào xáo trong gia đạo thì cứ muốn thắng không à, đôi khi thắng cũng không phải là lời à, lúc mà mình nóng nảy lên á, thì mình cãi nhau mà mình nói thì mình không nhớ, nhưng riêng người nghe họ nhớ, họ ghi trong tim, họ ghi trong đầu, và ở những lúc mình chỉ là nói ra thôi, nói cho đã miệng thôi, nhưng mà cái hậu quả đem lại nó rất là lớn, cho nên là gặp tháng như thế này thì cố gắng nhịn nhục một tí xíu để mọi chuyện nói yên xuôi à, đối với người Đinh Mão nữ bạn ha. Người cuối cùng à, người tiếp theo chứ không phải là người cuối cùng, tại vì Tân Mão mới là người cuối cùng, người mà tiếp theo của người tuổi Mão là mình sẽ xét đến, đó là những em Kỷ Mão sinh năm 1999 với mệnh thành đầu thổ à, thì nếu mà người thành đầu thổ thì mạng sẽ bị thổ khắc thủy à, tức là bổn mạng khắc tháng à, tháng khắc bổn mạng không có tốt đẹp về cái bổn mạng và sức khỏe, tuy nhiên nó vẫn nhẹ nhàng hơn là cái việc mà thủy khắc hỏa của người Đinh Mão. Tuy nhiên là người thành đầu thổ mèo mà mèo kỹ này á, thì thuộc dạng là chân yếu tay mềm, nam thì không phải là người mạnh mẽ đôi sức vóc, nữ thì lại càng là những người chân yếu tay mềm, yếu mềm lắm, cho nên là gặp cái tháng như thế này thì cũng nhớ cẩn thận về mặt sức khỏe. Con mèo của chữ kỹ này rất kỵ mùa lạnh
Và tháng 11 âm lịch thường là tháng lạnh của năm, cho nên là coi chừng cảm sổ mũi bệnh nha. Rồi thiên can bính kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, bính thì thuộc hỏa, kỷ thì thuộc thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh. Vì thế công việc không có vấn đề lớn, thậm chí là có chút tài lộc. Với cái người kỷ mão sinh năm 1999 á, thì nữ mạng thì hiện tại các bạn đang ở trong cái giai đoạn gọi là tìm hiểu tình cảm, hoặc là đang đi đi làm, thời gian đầu tiên của cái việc xây dựng cuộc sống, xây dựng gia đình, đi làm để ăn lương. Thì với cái vượng tương sinh như thế này và nạp âm ngũ hành thì có chút tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi mão tý thuộc nhóm tự hình này, ý nghĩa của tự hình là bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái việc không có tốt đẹp. Như đã nói thì các em ở tuổi này thì đang là tuổi cặp kê thôi, chưa lập gia đình nhiều, chứ không phải là mình nói là chưa từng, không có ai chưa lập gia đình nhiều, nhưng là cái việc tình cảm gia đạo như thế này không tốt thì cẩn thận cái việc gây gổ không tốt đẹp với người yêu. Vì cái tháng này là tháng lễ, phải cố gắng giữ mình để mà có được cái tình cảm tốt đẹp, có những ngày Noel, có những ngày cuối năm vui vẻ bên người yêu thì nó vẫn hay hơn, đúng không? Rồi, người cuối cùng của tuổi Mão mình sẽ chia sẻ cái tử vi tháng 11 âm lịch chính là người Tân Mão. Các bác sinh năm 1951 và các cháu nhỏ thì sinh năm 2011. Ở đây thì mình chỉ nói nhiều đến những cái người sinh năm 1951 thôi, vì 2011 thì quá nhỏ không có hiểu về tử vi cả, cho nên là mình cũng không chia sẻ. Với mệnh Tòng Bá Mộc thì gặp được cái tháng Thủy là tháng Bính Tý thì rõ ràng là bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng ok, tốt đẹp. Như vậy thì là người tuổi Mão, có người Tân Mão sẽ có được cái sự tốt đẹp về bổn mạng, sức khỏe. Thiên can là bính hợp tân, thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc. Tuy nhiên cái người mà sinh năm 1951 thì đa phần là đã ở an hưởng tuổi già, không có còn làm việc nữa, sáu mấy 70 rồi thì công việc chắc là giao cho con cái, hoặc là thi thoảng chắc ít lắm những người mới phải còn tiếp tục đi làm. Nhưng mà nếu có cái thiên can thuộc ngũ hợp này thì rất là tốt cho tài lộc. Nếu các bác đang an hưởng tuổi già thì chắc chắn là sẽ có chút quà từ con cái, có tài lộc. Thì chỉ đơn giản thôi, vì tháng này nếu mà đúng thì là tháng lễ hội, tháng Noel rồi không, con cái sẽ về thăm hoặc là nó cho tiền cho mình ăn tết tây, rồi có chút vui vẻ. Cái đó là một điều tốt đẹp đối với các bác người tuổi Tân Mão. Tuy nhiên địa chi với cái Tý Mão thuộc nhóm tự hình nằm trong tứ hành xung thì rõ ràng là các bác nữ sẽ có chút buồn phiền ở những người con gái của mình đem đến. Rồi, như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm 2019, năm Kỷ Hợi. Một cái tháng có gọi là địa chi tự hình, báo hiệu rằng gia đạo tình cảm của người tuổi Mão có chút không tốt đẹp. Hy vọng rằng là những cái thông tin này sẽ là cái hành trang nhỏ để mà mọi người tuổi Mão, đặc biệt là các em nữ đinh Mão, biết ứng dụng mà cương hay nhu ở trong cái vấn đề quan hệ tình cảm của mình, để mà có được cái sự tốt đẹp, sự vui vẻ ở những ngày cuối năm dương lịch. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của người thân hoặc là bạn bè của mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.